tiện rồi xuân tiện rồi nợ báo quan gia nói ông đó ông có thằng con phù con khẩn lắm, nói chung đó là ba mấy gần 40 tuổi mới đẻ được đứa con, mà nhà thì nói chung hồ đó mà ruộng đất thì nhiên mấy cài nó có đủ. Cái năm nó lên được 12 tuổi nó chết, quá trời thương con rồi. Ông mới làm cái miễu, mà cái miễu đó hồi trước cũng bằng lá thôi, xây đốt gì hồi trước cũng quê mà đâu có xi măng xi bọng mà xây. Có một hôm đó ổng đi thiếp xuống đi Diêm Dương, thấy là thằng con ổng mặc đồ trắng, cởi ngựa trắng rồi này kia nọ phong luôn lắm. Cái ông chạy lại ông kêu con, cái thằng nó mới đạp lại một cái té ngang. Con cái gì mà con, tôi lên tôi đòi nợ ông, nếu mà chưa hết nợ nữa mà tôi chết rồi tôi cha con gì đâu, ông còn thiếu tôi chiếc máy cài nữa này, chưa lấy đó. Ông tỉnh nguyện tức quá tức, mới ra ông đạp cái miễu đốt cái miễu luôn, đốt miễu ông bỏ ông vô nhà ông nằm ngủ thiếp đi, một hơi cháy ùm lên, cháy ùm lên cháy luôn cái nhà để mới cài, cháy luôn cái cài, vậy là tôi mới lấy luôn.